Kinh văn: nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, làm nhơ nhuốc tăng ni, hoặc tứ tình hành dâm trong chốn già lam, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Thường trụ tức là đạo tràng, và có bốn loại tứ chủng thường trụ, đó là thường trụ, thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, hiện tiền thường trụ, thập phương hiện tiền thường trụ. Một, thường trụ, thường trụ. Đạo tràng là thuộc về thường trụ thì luôn luôn tồn tại, và người xuất gia thường xuyên trú ngụ trong đạo tràng, cho nên gọi là thường trụ, thường trụ. Thường trụ là chỗ ở của tăng chúng. Vậy thì thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Những thứ gì của thường trụ có thể bị xâm phạm, hao tổn? Đó là thực phẩm, tức là đồ ăn thức uống, và tài vật thuộc về thường trụ. Phàm những người chưa xuất gia mà đến ở trong chùa thì cần phải biết cúng dường cho chùa. Nếu quý vị ở chùa vài ngày rồi bỏ đi, chẳng hề cúng dường thường trụ gì cả, như thế tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ, và trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Vậy thế nào mới là không xâm tổn của thường trụ? Thí dụ, quý vị đến ở trong chùa và cúng dường thường trụ một số tiền tương đương với phí tổn mà quý vị phải trả nếu ở trọ nơi khác. Như thế thì quý vị mới không xâm tổn của thường trụ. Do đó, tôi chủ trương rằng tất cả các đệ tử quy y của tôi, hễ đến bất cứ đạo tràng nào thì cũng đều phải nỗ lực trợ giúp đạo tràng đó, và tuyệt đối không được xâm tổn của thường trụ. Xâm tổn của thường trụ tức là bóc lột tài sản của chùa, khiến cho tài sản của chùa bị hao hụt, sút giảm. Chúng ta đã không giúp đỡ được thì thôi, chứ đừng bao giờ xâm phạm, gây tổn thất cho chùa. Những người không hiểu Phật Pháp cứ cho rằng ở trong chùa thì khỏi tốn kém gì cả, nên tha hồ lợi dụng cơ hội. Điều này nếu chưa hiểu Phật Pháp thì còn có thể châm chế, nhưng sau khi đã hiểu Phật Pháp rồi thì dứt khoát là không được xâm tổn của thường trụ. Đừng nói là người tại gia, ngay cả tôi tuy là người xuất gia, nhưng hễ đến trú ở bất cứ thường trụ nào, tôi đều cúng dường đôi chút. Thí dụ, nếu ở nhà trọ mỗi ngày phải trả 5 đồng, thì tôi cúng dường cho thường trụ đó một nửa số tiền, tức là 3 đồng. Ở lại chùa nào tôi cũng đều cúng dường cả, trừ phi chính mình thật sự không có tiền mà thôi. Nếu quý vị quả thật là không có tiền thì không sao, nhưng nếu có tiền thì chớ nên xâm tổn của thường trụ. Cho dù là người xuất gia cũng không nên xâm tổn của thường trụ, bởi thường trụ ví như đại địa, là nơi trú ngụ của đại chúng. Nếu quý vị phá hoại phung phí của thường trụ, khiến cho đại chúng bị thiếu thốn, không đủ ăn, thì quý vị có tội rất lớn. Riêng cá nhân mình thì dẫu có đói đến chết cũng chẳng hề chi, nhưng nếu quý vị làm cho những người xuất gia đang sống trong thường trụ này không còn gì để ăn, cũng không được ai cúng dường, tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ vậy. Bởi dân dĩ thực di thiên, nghĩa là
người dân xem cái ăn quan trọng như là trời. Xem sự no cơm ấm áo là điều thiết yếu. Cho nên, nếu quý vị khiến cho người khác không còn gì để ăn, tức là quý vị đã tạo tội rồi vậy. Cho nên chúng ta, những người nghiên cứu Phật Pháp, hễ ở lại bất cứ ngôi chùa nào thì đều nên tùy khả năng mà cúng dường cho ngôi chùa đó, không nên xâm tổn của thường trụ. Quý vị tạm trú tại chùa, dù cúng dường ít hơn so với tiền thuê phòng trọ, thì cũng được coi như quý vị đã hết lòng, chớ nên chỉ ở rồi bỏ đi, chẳng cúng dường một chút gì cả. 2. Thập phương thường trụ. Đạo tràng là nơi mà chư tăng từ khắp mười phương đều có thể trú ngụ, nên gọi là thập phương thường trụ. 3. Hiện tiền thường trụ. Chư tăng hiện đang trú ngụ ở đạo tràng được gọi là hiện tiền thường trụ. 4. Thập phương hiện tiền thường trụ. Chư tăng từ khắp mười phương đến đạo tràng thì đều được dự phần. Điều này bao gồm cả đồ vật của dông tăng. Thế nào gọi là dông tăng? Dông tăng tức là vị sư đã viên tịch. Sau khi một vị sư viên tịch, những đồ đạc của vị ấy để lại có thể là những món đồ quý giá hoặc bảo vật đắt tiền cũng không chừng. Bởi giữa các tăng nhân không có gì là nhất định và sẽ được thập phương hiện tiền thường trụ phân chia. Tăng vật thuộc hiện tiền thường trụ thì chỉ dành cho chư tăng hiện đang có mặt hoặc đang trú ngụ tại chùa, những gì đến sau không có phần. Còn của thập phương hiện tiền thường trụ thì bất kể là chư tăng đến trước hay đến sau đều có thể cùng chia nhau di sản của vị sư đã viên tịch. Làm nhơ nhuốc tăng ni. Tăng ni là những người xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Có nhiều người rất dã man, độc ác, nhẫn tâm làm nhơ nhuốc phẩm hạnh thanh tịnh của tăng ni, cưỡng bức các tỳ kheo ni làm điều dâm loạn. Những kẻ ấy đều mang tội rất nặng. Hoặc tứ tình hành dâm trong chốn già lam. Già lam là nơi thanh tịnh yên tĩnh như đạo tràng, chùa chiền, tự viện. Tứ là phóng túng, không tuân giữ quy củ. Không tuân giữ quy củ là gì? Đó là không tuân giữ thanh quy, tùy tiện hành dâm ở chốn đạo tràng thanh tịnh. Những nơi có hình tượng Phật thì không được hành dâm làm điều ô uế, nếu phạm thì bị khép vào tội tứ tình hành dâm. Thuở trước, có một người nọ mắc phải chứng bệnh nam căn, thường bị ung nhọt lở loét. Người này bèn đến thỉnh vấn ngài Mục Kiền Liên về nguyên nhân bệnh trạng của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời người ấy rằng: bởi trong đời quá khứ ông đã phạm tứ tình hành dâm trong chốn già lam, do đó đời này phải chịu quả báo nam căn thường bị làm độc, ghẻ lở, mắc nhiều chứng bệnh. Đây là nói về người nam. Nhưng nam hay nữ thì cũng vậy, bất luận là ai, hễ không giữ phép tắc thanh quy, tùy tiện làm điều dâm loạn ở chốn đạo tràng thì đều bị đọa địa ngục cả. Và nếu đến khi ra khỏi địa ngục, nếu được đầu thai làm người, thì nam căn hoặc nữ căn thường bị ung nhọt hoặc mắc phải các chứng bệnh nan y không chữa trị được. Cho nên nhân nào quả nấy, quý vị nhất định phải tin ở luật nhân quả, bằng không sau này sẽ phải nhận lãnh quả báo khổ sở. Hoặc giết hoặc hại. Có khi những kẻ độc ác đó vì việc cưỡng hiếp không thành,
bèn nhẫn tâm ám hại hoặc giết chết nạn nhân. Hạng người như thế, những kẻ xâm tổn thường trụ, ô phạm tăng ni, tứ tình hành dâm trong chốn chùa chiền hoặc giết hại người xuất gia, phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Họ cầu mong được thoát khỏi địa ngục, nhưng kỳ hạn thì lâu dài đến vô lượng vô biên, không thể tính kể. Có người cảm thấy rằng Phật Pháp càng học càng khó khăn, càng học càng bị gò bó, mất tự do. Kỳ thực, không học Phật Pháp thì sau này sẽ hoàn toàn bị mất tự do. Còn học Phật Pháp thì chỉ hiện tại tạm thời bị mất tự do mà thôi. Bây giờ quý vị học Phật Pháp thì đây chính là lúc thiện căn tăng trưởng. Trái lại, nếu không học Phật Pháp thì nghiệp chướng sẽ gia tăng. Nghiệp chướng tăng trưởng thì sự mất tự do ấy sẽ là mất tự do vĩnh viễn. Song thiện căn tăng trưởng thì sự mất tự do trong hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Nếu quý vị muốn mãi mãi mất tự do thì khỏi học Phật Pháp. Còn nếu muốn trong tương lai được tự do thì tạm thời chịu khó mất tự do đôi chút. Đối với người học Phật Pháp, sự mất tự do này rất ngắn ngủi và không đáng kể. Nhưng với kẻ không học Phật Pháp thì thời gian mất tự do ấy dài đằng đẵng. Vậy quý vị hãy tự cân nhắc thiệt hơn, xem mình phải làm như thế nào.